Baby 누나가 내 어깨 기대 눈을 감을 때 Sounds like ooh 숨소리가 들리네 yeah. Baby 나를 바라보는 네 눈빛이 나른해질 때 Feeling such a fool Sounds like ooh 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 yeah. Hello, good morning mọi người. Hiện tại mình vừa mới ngủ dậy thôi cho nên là mũi tóc tai có hơi ghê một chút. Hôm nay là thứ sáu và mình không có phải đi làm, nhưng mà cũng có một vài việc mình phải làm giải quyết ở nhà trước, như là mình phải chạy bài báo cáo, là cái bài cuối cùng trong cái đợt học kỳ này của mình để mình nộp bài cho trường. Hôm nay là deadline. Mình sẽ nộp bài đó xong rồi mình sẽ đi ra ngoài lấy đồ rồi đi chơi loanh quanh, cho nên là mình quyết định sẽ làm một cái vlog lại ngày hôm nay của mình cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì mình phải đi lấy nang rửa mặt, gội đầu này nọ đã. Gặp lại mọi người sau nha. Mình đang edit cái video này cho mọi người nè. Nếu như kịp thì mình nghĩ là video này sẽ lên sóng trước cái vlog lần này, cho nên là mọi người nhớ xem nha. One hour later. Hiện tại thì mình đang ủ tóc. Ủ tóc chỗ này nè, để tí nữa mình đi gội đầu. Mình đang ủ với cái Olaplex số 3 trước khi mình đi gội, cho nên là trong khi mình nấu ăn thì mình sẽ ủ cái tóc này. Tới lúc mà ăn xong xôi rồi thì mình sẽ đi tắm rồi chuẩn bị ra đường luôn. Hôm nay thì mình sẽ nấu tteokbokki để ăn trưa, sau đó mới đi ra đường. Thì cho mọi người xem. Đây, đây là cái phần chả cá mình đã cắt ra rồi, mình cũng băm sẵn để tí nữa xào lên thôi. Ở đây là cái bịch tteokbokki mình mua ở trong chợ châu Á, bây giờ mình phải trả đông nó đã, tại vì mấy bữa mình mở trong tủ đá, mình phải trả đông một chút xíu. Thì ở đây là một cái chén sốt mình đã pha xong rồi, bây giờ chỉ chờ tteokbokki nó mềm ra thôi rồi mình sẽ làm. Mình đang bật chảo nóng lên nè, đang coi chị Tina nữa. Bây giờ mình sẽ để ở đây cho mọi người cùng xem mình nấu nha. Và đây chính là món tteokbokki. Nhà còn gì làm nấy nha. Mình đã hết trứng mà cũng không có rau, cho nên là mình chỉ làm bánh gạo với lại chả cá thôi à. Cho nên là mời mọi người ăn nha. Hello mọi người, bây giờ thì mình vừa mới gội đầu xong. Bây giờ mình sẽ xé tóc, make up nhanh gọn lẹ rồi ra khỏi nhà ngay lập tức, tại vì mình có hẹn trong khoảng nửa tiếng nữa là mình phải đi rồi, cho nên là mình sẽ tu nhanh cái đoạn này nha. Đi thôi. Yeah, bây giờ mình đã ra đường rồi. Trời hôm nay khá là nắng, hơi gió một chút và cũng không có lạnh lắm, cho nên là mình mặc áo thun ở trong thôi, nhưng mà vẫn phải khoác áo bên ngoài đề phòng là nó lâu quá lạnh. Không, bây giờ thì mình sẽ bắt bus
để đi qua nhà của chị kia, mình hẹn chị đó lấy đồ, sau đó mình sẽ hẹn bạn đi cà phê, cho nên là mình sẽ dắt mọi người đi theo chung với mình nha. Đường đẹp quá nè. Wow. Nắng ơi là nắng, mùa hè Phần Lan thật là xinh đẹp. Bây giờ mình đang phải đi bộ ra trạm xe bus. Nắng quá, mình lại quên đem kính rồi mọi người. Đang đi lên đó, nên hơi mệt một xíu. Nhưng mà trời mát lắm. Thích lắm mọi người. Mùa hè Phần Lan là nó vậy đó. Trời nắng quá, không mở mắt ra được. Mình đã lên xe rồi. Mình đã đi gần tới cái chỗ mà lấy đồ rồi. Giờ mình sẽ lấy đồ sau rồi mình sẽ ráng chạy đến trung tâm để hẹn với bạn mình uống cà phê. Đường đẹp quá nè mọi người. Several days later. Nay trời đúng nắng luôn nè mọi người. Trời ơi đẹp quá, nóng quá, thích quá. Trời nắng quá, thích quá mọi người ơi. Nè, hôm nay là 22 độ. Trời đã dám mang. Hiện tại là đang 22 độ nè mọi người. Mà bây giờ là 6 giờ 10 rồi. Mọi người nhìn đi. Nắng rồi là nắng luôn. Tối nay tụi mình nấu bò kho ăn, cho nên bây giờ mình đang trên đường đi ra chợ ở châu Á để mua thêm một bịch giá và một lon sữa đặc, có vẻ pha trà sữa ướt. A few moments later. Mình thật đẹp đang đi coi điện thoại. Mình là team iPhone mà chỉ thích iPhone. Mình thật đẹp đang đi coi Samsung. Xuất sắc. One eternity later. Bây giờ mình cùng nhau đi mua kem để ăn. Oh,
đây là mình đã hầm xong thịt bò trong bò kho rồi. Bây giờ mình đang bào thêm cà rốt để bỏ vô nữa là xong. Đã về nhà rồi và đã tẩy trang rửa mặt xong xuôi. Bây giờ chỉ có skin care rồi đi ngủ thôi. Bây giờ mình chỉ nằm chill một chút, chơi máy tính rồi edit cái video này cho mọi người xem. Mong là mọi người đã cảm thấy vui khi xem cái video lần này. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.